Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nói giải cứu công dân nhưng chặt chém ai muốn bay về quê. Vì dịch Covid-19 và chính sách giải cứu công dân theo kiểu xin cho của độc quyền Việt Nam, người Việt ở hải ngoại muốn về nước phải chờ đợi thủ tục từ đại sứ quán cấp visa có khi cả hơn nửa năm, và vé máy bay thì ở mức trên trời mà không có quyền lựa chọn. Nhà văn, doanh nhân Trần Quốc Quân ở Warsaw đã kể lại câu chuyện của mình trên đài BBC tiếng Việt như sau. Tôi có hai người bạn định cư ở châu Âu đã lâu nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Vào năm 2020, khi nhận được tin bố mẹ ở trong nước mắc bạo bệnh, sắp tử giã cõi đời, hai anh đành phải gạt nước mắt, bái vọng vong hồn các cụ từ xa. Một người vì không đủ tiền mua vé máy bay và phải trả phí dịch vụ giải cứu để về nhìn bố lần cuối cùng. Một người đăng ký khẩn cấp vào danh sách giải cứu công dân của đại sứ quán và chờ trong nước phê duyệt phải mất hàng tuần nên không kịp về để vuốt mắt mẹ. Đây là hình ảnh một đám tang lặng lẽ, không kèn, không trống khi đại dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một người bạn, con của chị du học ở Mỹ thuộc diện được cấp học bổng. Cháu vừa tốt nghiệp xong thì dịch Covid-19 ập đến, không còn chuyến máy bay thương mại nào được vào Việt Nam, chỉ còn những chuyến máy bay độc quyền giải cứu công dân của Việt Nam Airlines với giá trên trời. Muốn về nước, cháu phải lọt vào danh sách đề cử giải cứu của đại sứ quán và được trong nước phê duyệt. Bạn tôi kể trong nước mắt, em chạy đâu ra 10.000 đô la để trả trọn gói cả vé máy bay, cả dịch vụ giải cứu để lo cho con về nước. Cháu đành ở lại tá túc tại một nhà người quen. Lúc đỉnh dịch, cả gia đình đó và cháu đều bị nhiễm Covid-19. May cháu khỏe nên vượt qua được bạo bệnh. Tôi có đưa cháu họ xa đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc. Đầu năm 2021, cháu hết hạn hợp đồng phải về nước. Nhưng do Covid-19, không còn chuyến bay thương mại nào về Việt Nam, lại tiếc số tiền quá lớn so với thu nhập 3 năm lao động kiệt sức ở xứ người, để phải bỏ ra mua vé máy bay và trả chi phí dịch vụ giải cứu, cháu đành vật vờ ở Hàn Quốc bất hợp pháp, phải làm chui để đắp đỗi qua ngày. Đây là hình ảnh nhiều người xếp hàng mua vé máy bay Vietnam Airlines trong một dịp giảm giá vào hồi tháng 4 năm 2016. Tôi có một người bạn đi nghiên cứu sinh cùng năm tại một nước châu Âu. Tuy về hẳn trong nước đã lâu, nhưng vợ chồng anh vẫn giữ thẻ định cư ở nước đó. Cuối năm 2019, vợ anh sang chơi rồi kẹt lại hơn nửa năm trời bởi dịch Covid-19 bùng phát. Việt Nam đóng cửa với thế giới, ngoại trừ công dân trong diện giải cứu. Tiền mang theo cũng cạn kiệt, chị phải nhờ người thân giúp đỡ. Theo hướng dẫn của bạn bè, chị đăng ký online trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam xin về nước theo chương trình giải cứu công dân. Chờ hơn nửa năm không thấy phản hồi, chị phải cầu cứu người thân trong nước can thiệp. 6 ngày sau, chị nhận được thông báo từ Đại sứ quán cho phép về nước trong đợt gần nhất. Tuy không mất phí dịch vụ giải cứu, nhưng chị phải trả 2.000 đô la để mua vé máy bay giải cứu một chiều của Vietnam Airlines. Trước dịch Covid-19 bùng phát, giá vé máy bay 2 chiều mà hãng bán ra chỉ khoảng 1.000 đô la. Như vậy, giá vé máy bay giải cứu đắt gấp 4 lần giá vé máy bay thông thường trước dịch. Đoạn đường với cơ chế xin cho và vai trò trông trẻ của các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Covid-19 ập đến, các đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới bỗng dưng phải hay được ôm thêm cấp phép cho công dân được hồi hương. Đây là hình ảnh nhà văn Trần Quốc Quân, tác giả trên máy bay giải cứu của Vietnam Airlines về nước vào tháng 9 năm 2020. Thế là sau gần nửa thế kỷ tranh đấu để bỏ chế độ cấp thị thực cho công dân mình được phép về chính tổ quốc của mình, các đại sứ quán Việt Nam lại được thực thi cơ chế xin cho. Thế là họ phải đảm nhận thêm chức năng không giống bất cứ đại sứ quán quốc gia nào, là trở thành trại trẻ chăm sóc, xét duyệt cho công dân hồi hương. Có cầu, ắt có cung. Thế là lại sinh ra những đám dịch vụ cộng sinh ăn theo cơ chế xin cho này. Cơ chế xin cho chỉ có một cửa, là cửa rất hẹp. Rất ít người lọt qua cửa hẹp đó được phê duyệt về nước mà không mất chi phí dịch vụ. Số đông còn lại phải trả khoản này với giá trên trời mới leo lên được máy bay giải cứu công dân. Và hãy đọc những lòng trải lòng đau xót của các nạn nhân trên mạng xã hội như sau. Chính phủ nên bỏ quy định ngặt nghèo phê duyệt từng trường hợp nhập cảnh thì giá vé máy bay giải cứu mới bình thường như giá máy bay thương mại được.
Rồi thì mẹ tôi ca giai đoạn cuối là hơn một năm nay cũng chưa về được. Trước Zero Covid đã đành, giờ trong nước, ngoài nước như nhau mà vẫn cứ phong tỏa. Chống dịch phải đảm bảo nhưng sao giá cho người ta lại lên trời, không như Tây dù cùng vào Việt Nam. Nước mắt thành sông đây ạ. Tổng chi phí về nước gần 70 triệu đồng. Em phải trả test Covid 5 lần, mỗi lần 720.000 đồng nữa. Ở trong nhà máy tôn, trời mưa thì nước cống tràn vào cùng rắn rết. Nằm trên giường sắt nhìn nước mưa ngập gần ngang ổ điện mà sợ chết khiếp. Từ Philippines về Việt Nam, quãng đường ngang Sài Gòn, Hà Nội mà tôi đã phải trả 43 triệu đồng. Khi chưa dịch, vé chỉ từ 2 đến 5 triệu đồng. Giờ đắt hơn 10 lần, Facebook Hart đã chia sẻ. Đây là hình ảnh tác giả trong khu cách ly COVID-19 tại trường quân sự Vĩnh Yên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi thì mình từ Na Uy về Nội Bài phải đi cách ly cách sân bay chừng 100 km mà giá vận chuyển 5,5 triệu đồng mỗi người, thêm tiền ăn uống 300.000 đồng mỗi ngày. Hết cách ly, xe của nhà nước trở về Nha Trang lại thêm 7 triệu đồng mỗi người. Rồi thì những máy chém thời đại dịch, nhân danh cứu đồng bào. Còn dưới đây là những thông báo của các hãng dịch vụ bán vé máy bay giải cứu công dân về Việt Nam mà xem được như sau. Phòng vé Biển Đông xin giới thiệu chuyến bay hãng hàng không Bamboo vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 dành cho người Việt Nam. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Phan Phuất Đà Nẵng 2.500 euro, tức là tương đương 67 triệu đồng Việt Nam, bao gồm cả chi phí cách ly 7 ngày, chi phí 2 lần test Covid và chi phí đón đưa về khu cách ly. Rồi thì phòng vé An Bình xin giới thiệu chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 dành cho người Việt. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Warsaw Đà Nẵng 64 triệu đồng mỗi người, cách ly 2 người trên một phòng, hoặc 72 triệu đồng Việt Nam cách ly 1 người trên một phòng. Bamboo Airways thông báo chuyến bay số hiệu QH4953 bay ngày 13 tháng 11 năm 2021-22 tại Phan Phuất, Đà Nẵng, giá 3.900 đến 4.300 đô la euro, tương đương 100 triệu đến 110 triệu đồng. Đây là hình ảnh máy bay của hãng Bamboo Airways tại sân bay của Anh Quốc. Nhà văn Trần Quốc Quân cho rằng cả Việt Nam Airlines và Bamboo Airways đều chặt chém hành khách nhân đại dịch Covid. Thời điểm nhiều công dân mặc hoặc Việt kiều về quê thăm thân, ăn Tết là dịp tốt để các hãng hàng không, nhà nước cũng như tư nhân trở thành máy chặt chém. Điều này, theo tôi biết, không xảy ra với các nước khác và công dân của họ. Để đối phó với tình trạng chặt chém quá nặng tay của các tổ chức và cơ quan hữu quan Việt Nam đối với công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, bạn Chase Nguyễn đã chia sẻ trên trang Facebook kinh nghiệm tự do về Việt Nam qua ngã Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, không cần cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài xét duyệt, với giá rất rẻ. Nếu tiêm đủ 2 mũi, không phải cách ly tại Campuchia, thì tổng chi phí cả cách ly ở Việt Nam chỉ khoảng 20 triệu đồng cho một chặng đường từ Singapore về đến tận nhà, cộng với chặng bay từ châu Âu đến Singapore khoảng 16 triệu đồng nữa, vị trí tất cả là 36 triệu đồng. Còn với người viết bài này, chuyến bay về Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, tôi phải mua vé máy bay độc quyền giải cứu của Việt Nam Airlines chặng Phan Phuất Nội Bài với giá hơn 1.500 đô la, chưa tính chi phí cách ly. Để so sánh, chuyến bay sang Ba Lan vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, tôi được tự do lựa chọn máy bay thương mại của hãng hàng không Qatar chỉ với giá 510 đô la. Như thế, giá vé về đắt gấp 3 lần đã đi. Đúng là đi thì dễ, về thì khó. Câu hỏi đặt ra là ai và thế lực nào đang tạo ra tình trạng duyệt danh sách, độc quyền chuyến bay và cách ly kiếm tiền từ nước mắt của đồng bào ở nước ngoài hồi hương trong đại dịch COVID-19 như thế này, và mọi cái cứ rơi vào câm lặng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Hun Sen đòi cách chức tướng quân đội Việt Nam vì dám phát biểu bậy bạ. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen vừa phản bác tuyên bố của tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về sự lây lan của đại dịch COVID-19 giữa hai nước, với yêu cầu vị tướng này phải đưa ra lời xin lỗi, theo truyền thông của Campuchia chia sẻ. Ông Hun Sen vừa đưa ra lời phản bác được xem là mạnh mẽ tại một buổi lễ khánh thành đưa quốc lộ 11 vào sử dụng ở nước này.
theo bản tin của hãng thông tấn Campuchia AKP được Khmer Times đăng tải vào hôm 6 tháng 12. Người đứng đầu chính phủ Campuchia, nước có đường biên giới dài khoảng 1.200 km với Việt Nam, nói rằng COVID-19 lan từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong là không đúng sự thật, mà là ngược lại. Ông nói, tôi muốn gửi thông điệp tới phía Việt Nam và đây là sự sỉ nhục mà tôi không thể chấp nhận. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Và rằng những nhận xét của vị tướng này rằng đại dịch COVID-19 tràn từ Campuchia sang Việt Nam là không thể chấp nhận. Ông Hun Sen tiếp lời và chia sẻ thêm, đó là sự sỉ nhục đối với Campuchia, điều đã thúc đẩy tôi trong việc bắt đầu chương trình tiêm chủng đến nay đã đạt mức phủ vaccine 88% toàn bộ dân. Theo tờ báo Khmer Times, ông Hun Sen cho biết nhận xét của tướng Hoàng Xuân Chiến được đưa ra vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái và ông đã yêu cầu chính phủ Việt Nam giáng chức ông này, nhưng thay vào đó ông Chiến lại được thăng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hun Sen nói thêm rằng các nhận xét của tướng Xuân Chiến đã được báo chí Việt Nam đưa tin. Một bản tin cũ cho hay vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Ông Hoàng Xuân Chiến khi đó là trung tướng và tư lệnh bộ đội biên phòng chủ trì hội nghị. Ông Hun Sen cho rằng lẽ ra tướng Xuân Chiến không đưa ra những nhận xét vô căn cứ vì Campuchia có tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc rất cao. Ông nói, tôi nói về tướng Xuân Chiến, phải chăng đại dịch COVID-19 đã lan từ Campuchia sang Việt Nam như lũ sông Mekong, như lời nhận xét của tướng Xuân Chiến? Ông Hun Sen cũng cho biết, ông đã yêu cầu chính phủ Việt Nam giáng chức tướng Xuân Chiến vì nhận xét vô căn cứ như ông Chiến đã được thăng hàm hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với những gì ông Hun Sen muốn. Và bây giờ, ông ấy phải xin lỗi người dân Campuchia, ông Hun Sen nói thêm. Đây là hình ảnh Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bên trái và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Campuchia là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là nguồn lây bệnh cho Việt Nam, Thái Lan hay Lào. Ông Hun Sen khẳng định chắc nịch, đồng thời lưu ý rằng ông đang giải quyết vấn đề với cá nhân ông Chiến, chứ không phải với chính phủ hay người dân Việt Nam. Tờ báo The Phnom Penh Post cũng đưa tin vào ngày 6 tháng 12 nói về sự giận dữ của ông Hun Sen về việc này. Ông Hoàng Xuân Chiến là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng vào hồi tháng 7 năm 2020. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Đại tướng Hoa Kỳ về phản bác cũng như yêu cầu xin lỗi của Thủ tướng Campuchia đối với vị tư lệnh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hun Sen, người được Hà Nội giúp lên nắm quyền sau khi đánh bại Khmer Đỏ vào năm 1979, nói rằng phản bác của ông đối với tuyên bố của vị tư lệnh Việt Nam không phải nhằm chia rẽ Campuchia và Việt Nam, hay để phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước, theo tờ báo Khmer Times chia sẻ. Và Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định phản ứng của ông không phải là để chỉ trích toàn thể nhân dân, nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ nhắm vào vị tướng tư lệnh nói trên. Ông nói nếu cá nhân đó sửa những gì mà ông cho là sai trong quá khứ thì sẽ làm cho ông vui trở lại. Đây là hình ảnh Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu trong hội nghị vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Nội dung tướng Chiến phát biểu đã khiến cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảm thấy mích lòng. Đến nay, ông Chiến lại được thăng chức lên Thượng tướng là một điều rất trớ trêu và càng làm cho ông Hun Sen tức tối. Bình luận thêm về vấn đề trên, chuyên gia nghiên cứu về Campuchia, ông Time Water, cho Đài Tiếng Nói FA tại Mỹ biết qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp quan điểm của ông như sau. Tôi nghĩ rằng Hun Sen đang cố gắng chứng tỏ rằng ông ta có khả năng kháng cự lại nhà nước Việt Nam. Ông ta có lẽ đã chờ đợi thời cơ phù hợp để thực hiện điều này, bởi phát ngôn của vị tướng bên phía Việt Nam đã xảy ra cách đây hơn một năm rồi. Hun Sen luôn muốn phản bác lại những chỉ trích từ phe đối lập rằng ông ta là con rối của Việt Nam, nhưng đồng thời lại không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và chính trị với Việt Nam. Cho nên có lẽ
việc nhắm đến một vị tướng quân đội là một cách an toàn. Campuchia vốn là đồng minh thân cận của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã tỏ ra xích lại gần hơn với Trung Quốc sau khi nhận được sự đầu tư và viện trợ khổng lồ. Gần đây là viện trợ vaccine COVID-19, xây nhà máy sản xuất thuốc vaccine ngay tại quốc gia láng giềng với Việt Nam. Toàn tuyến biên giới, đất liền với Việt Nam, Campuchia dài trên 1.240 km qua 10 tỉnh, từ Kon Thum đến Kiên Giang, với 10 cửa khẩu quốc tế, hàng chục cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. Gần đây nhất là hồi tháng 5, theo Bộ Y tế, lực lượng chức năng Việt Nam đã tạm giữ 21 người nhập cảnh trái phép qua các tỉnh Đồng Tháp và An Giang trên tuyến đường biên giới với Campuchia. Đây là hình ảnh trong đêm ngày 25 tháng 7, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 10 thanh niên từ Campuchia đang tìm cách vượt biên lậu về Việt Nam. Quốc lộ 11 của Campuchia là dự án do công ty cầu đường Trung Quốc phát triển với ngân sách từ khoản vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc. Tân Hoa Xã đã tường thuật như vậy. Dự án hoàn thành trong vòng 30 tháng, sớm hơn 14 tháng so với kế hoạch. Theo sáng kiến vành đai và con đường, Trung Quốc đã giúp xây dựng nhiều cầu đường và các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng tại Campuchia và các nước đang phát triển khác. Trong lễ khai trương, ông Hun Sen đã nhiệt thành cảm ơn phía Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trang thiết bị y tế và vaccine phòng chống COVID-19. Người Việt Nam ở nước ngoài phải vượt biên về nước qua cả Campuchia, đó là một thực tế trong thời gian vừa qua. Được biết, nhiều công nhân Việt Nam hoặc thân nhân của họ đang ở nước ngoài, muốn về thăm người thân, du lịch, nhưng vì chi phí cho các chuyến đi thẳng quá đắt đỏ, nhiều người đã phải về qua đường Campuchia. Ngọc Minh, một người lao động ở Thái Lan, đã kể với đài tiếng nói BBC tiếng Việt vào hôm 23 tháng 11 rằng cô rất muốn về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán, nhưng được báo giá vé trọn gói, vé máy bay, hành lý xách tay tại khách sạn, cách ly luôn, với tổng số tiền là 45 triệu đồng Việt Nam. Cô nói, tôi vẫn cần quay lại Thái Lan để làm việc, nhưng tính tiền nhà vẫn phải trả Thái Lan, tiền máy bay, tiền xét nghiệm khi quay lại Thái Lan, phí tổng cộng có thể lên tới 80 triệu đồng Việt Nam. Đây là hình ảnh một chuyến bay thương mại trọn gói từ Anh về Việt Nam với giá một chiều lên tới 86 triệu đồng Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã công bố kế hoạch thực hiện 3 giai đoạn mở cửa lại đường bay quốc tế trong năm 2022, trong đó giai đoạn 1 từ tháng 11 đến tháng 12, sát với dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Việt Nam vẫn áp dụng quy định cách ly 7 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 liều vaccine, 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine. Hành khách cũng cần có kết quả âm tính với xét nghiệm vaccine hoặc âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Và dư luận cho rằng giải cứu hay thương mại đều rất siêu đắt khi người Việt Nam từ nước ngoài về trong nước. Bên cạnh đó, các chuyến bay hồi hương lẫn thương mại từ các nước châu Âu, châu Á khá ít, nên chi phí chuyến này được người Việt ở nước ngoài mô tả là cao ngất ngưởng hay giá trên trời. Trong khi đó, sau ngày 15 tháng 11, Campuchia đón khách du lịch đã tiêm đủ 2 liều vaccine mà không phải bị cách ly 14 ngày. Nước này yêu cầu giấy chứng nhận vaccine, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID bằng PCR 72 giờ đồng hồ trước khi nhập cảnh và kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại cửa khẩu. Chính vì vậy, nhiều người đã mách nước cách về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán với giá cả phải chăng là đi qua đường Campuchia.